Si trưởng. À, thì si trưởng thì các bạn thấy là các bạn cũng sẽ ít xài hơn cho so với những âm dài khác, bởi vì nó có tới 5 cái dấu thanh trên cái khuôn nhạc. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ lại các bạn về các nốt trong âm dài si trưởng, và sau đó chúng ta áp dụng cái câu lick cũng rất là dễ thương nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về âm dài của si trưởng. Si trưởng thì cái thế tài của nó từ 5 giây chúng ta như sau nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích ở trên nó xem nó có những nốt gì. Đầu tiên chúng ta là nốt gốc, nó phải là nốt C. Tiếp theo của nó là nốt đô thăng. Tiếp theo nó là rê thăng. Sau đó tới mi, pha thăng, son thăng, la thăng. Rồi quay lại một octave, đó chính là chúng ta cũng là si, đô thăng, rê thăng, mi, pha thăng, son thăng, la thăng và cuối cùng là si. Vậy thì các bạn thấy ở trong đó nó chỉ có hai nốt tự nhiên thôi, đó là nốt C và nốt mi. Còn lại các nốt khác nó đều thăng hết, đó chính là đô thăng, rê thăng, pha thăng, son thăng, la thăng. Các bạn phải nhớ như vậy thì chúng ta mới sắp xếp được lên trên các vị trí cái câu lick chúng ta cho đúng các nốt được. Thì cái câu lick này nó áp dụng trên 2 dây, là dây số 1 và dây số 2 mà thôi. Vậy thì bây giờ cái câu đầu tiên mình sẽ đánh đơn giản để cho các bạn hiểu trên dây. Câu lick nó bắt đầu trên dây số 2, bắt đầu thì nó C, đánh dây buồn. Và câu thứ hai nó bắt đầu nó mi, là dây 1, cũng dây buồn. Bởi vì hai nốt này nằm trong cái scale của si trưởng nha. Thì câu đầu tiên nó như sau. Khá đơn giản, chúng ta có một cái nốt là các bạn đánh nốt đầu tiên, là các bạn đánh dây C là dây buồn. Sau đó các bạn hai nốt, dây buồn hai nốt, dây buồn hai nốt, cứ vậy thôi. Và quan trọng là các nốt đó là gì ha. Chúng ta có dây buồn, dây buồn ngăn 4, ngăn 5 là nốt rê thăng và nốt mi nha. Sau đó các bạn tới ngăn 5, ngăn 7. Sau đó ngăn 7, ngăn 9. Ngăn 9, ngăn 11. Và cuối cùng là ngăn 11, ngăn 12. Các bạn tự do lên nốt cho dễ nha. Và đầu chúng ta đánh liên tục nha các bạn. Tới dây số 1 thì chúng ta cũng đánh tương tự như vậy, một nốt buông và hai nốt bình thường. Thì ở đây chúng ta có những cái cặp dây như sau: 7, 9, 9, 11, 11, 12. Phần đầu dễ dễ ha. Rồi sau đó các bạn tiếp cái ngang trên, chúng ta có 12, 14, 14, 16, 16, 18. Và cuối cùng là 18, 19. Câu sao như sau. Thì ráp nó lại của dây 1 từ đầu nha các bạn. Cũng khá đơn giản các bạn. Nhịp chân và các bạn từ từ tăng tốc độ nha. À,
Thì bây giờ khi quen rồi chúng ta rap hai câu lại coi như là từ đầu luôn nha. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà quen rồi các bạn sẽ ghi nhớ được các vị trí trên các dây này. À, nó thuộc về âm dài sĩ trưởng ở những cái ngang cao hơn. À, nó cũng sẽ thuận tiện cho bạn sau này các bạn solo ở những cái ngang cao. À, chúng ta nâng tốc độ một tí nha. Rồi, hy vọng câu lyric này cũng giúp ích cho các bạn trong việc là luyện tập và ghi nhớ cái âm dài si trưởng. Thì cái đàn mình đang đánh là cái gì các bạn? À, cái cọt X700 Duality. Cái đàn rất là tuyệt vời của hãng cọt, một trong những cây cao cấp nhất. À, các bạn hãy bấm vào cái đường link trong phần mô tả video này để xem về nó. Và nếu các bạn có nhu cầu học về đàn guitar điện, kỹ thuật cơ bản, hãy đăng ký cái khóa học của Đăng Khoa, đóng tiền một lần, đăng ký một lần và học trọn đời. Các bạn trình học trên thiết bị di động hay là laptop, máy tính đều được cả. Và nếu có nhu cầu mua các loại đàn guitar amplifier thì hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop, một cái shop nhỏ nhỏ của Khoa, sẽ phục vụ các bạn với giá rất là phải chăng. Và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom cách like, share, comment. Xin chào.